hạ giá nhà mặt tiền đường nhựa 6m kinh doanh buôn bán được, pháp lý có sổ hồng, giá trị đâu đó khoảng tầm 1 tỷ, dễ mua quá cô chú anh chị ơi. Hôm nay Bảo Việt tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một căn nhà nằm ngay mặt tiền đường nhựa luôn cô chú anh chị. Từ vị trí này gia đình mình đi ra chợ Hưng Long chỉ đâu đó khoảng tầm là 1 km thôi. Clip trước Bảo Việt quay căn nhà này để gửi gắm đến quý cô chú anh chị mình thì có giá là 1 tỷ 080 triệu, như hôm nay chị gia chủ sắp đến Tết rồi cô chú anh chị, ai cũng kẹt tiền hết, chị cũng không ngoại lệ. Hôm nay chị quyết định hạ giá căn nhà này lên đến 80 triệu luôn, chỉ còn đâu đó đúng 1 tỷ thôi là chị chốt căn nhà này cho cô chú anh chị mình luôn. Với cái diện tích là ngang 6 dài cho 14m và diện tích xây dựng là ngang 3,5m dài cho 8m, cô chú anh chị mình sẽ sở hữu được một căn nhà ngay mặt tiền đường, cô chú anh chị mình kinh doanh buôn bán tạp hóa đều thuận tiện hết ha. Hướng tay trái này của Bảo Việt thì gia đình mình sẽ đi về lại chợ Long Thượng, chỉ đâu đó khoảng tầm 500m thôi. Mình nội chợ mua sắm rất là tiện lợi, cô bác mình có thể mình về mình kinh doanh buôn bán tạp hóa nè, quán ăn quán nước nhỏ lẻ đều tiện lợi ha. Nếu có sách là mách có trứng, cô chú anh chị mình nhìn đối diện khu vực nhà mình tí xíu thôi, có một cái tiệm tạp hóa nè cô chú anh chị. Gia đình mình cô bác mình về kinh doanh tiện lợi hết ha. Thì đường nhựa này thì gia đình mình nếu mà có ô tô 4 chỗ 7 chỗ cô chú anh chị mình đi tới nơi, và nhà mình là xăng đậu ô tô được luôn. Căn nhà này thì đã có pháp lý sổ hồng sẵn rồi, cô chú anh chị mình thích thì mình nắm tay ra phòng công chứng thôi. Vị trí góc thì rất là tiện cô chú anh chị, phía trong đây thì cũng còn khoảng tầm là 20 đến 30 hộ dân đã sinh sống ở đây nè cô chú anh chị. Mỗi ngày cái trục đường này là cái trục đường chính của bên hông nhà mình đây, ra vô cũng cái tuyến đường này, cô bác mình kinh doanh rất là tiện ha. Thì khu vực của mình đang là một cái khu vực phát triển như cô chú anh chị, cách nhà mình chỉ đâu đó khoảng tầm là 100m thôi, cũng có những căn nhà phố giá khoảng tầm là 2 tỷ 3 tỷ đang xây dựng và đang mọc lên ha. Cô chú anh chị mình biết rõ thông tin, muốn biết cái thông tin như thế nào hoặc là nhà của mình vị trí ra làm sao thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 để cô chú anh chị mình đến đây trải nghiệm một lần cùng Bảo Việt ha. Bây giờ không để gia đình mình đợi lâu nữa, Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế ha. Nhà của mình thì mình diện tích xây dựng chỉ có là 3,5m dài 8 thôi, mình chừa xăng trước cũng như là xăng bên hông luôn để cô chú anh chị mình có thể đậu ô tô ha. Gia đình mình sẽ có cô bác sẽ thắc mắc tại sao là mình không xây dựng ra tới miếng ngoài đường ngoài đây, hoặc là cô chú anh chị mình thắc mắc tại sao mà nhà mình có cái diện tích là ngang 6-14 mà mình xây nhà mình hơi nhỏ. Thật tình Bảo Việt chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn, mình đừng có ham xây dựng nhiều quá như cô chú anh chị, vì nhà mặt tiền thì nay mai chắc chắn sẽ phóng lộ giới ha. Và nhà của mình nằm ngay vị trí góc luôn, nếu như mà xây dựng hết cô chú anh chị, thứ nhất là mình sẽ sai về mặt giấy phép. Cái vấn đề thứ hai, nếu như nay mai cô chú anh chị mình sửa chữa lại đường phóng rồi thì mình sửa chữa rất là tốn kém ha. Thay vào đó thì gia chủ xây dựng căn nhà này cũng đã tính toán trước rồi, chừa khoảng sân trước cho cô chú anh chị mình nè, để mình trừ hao lộ giới và đồng thời cũng giúp cho cô chú anh chị mình đậu được ô tô 4 chỗ 7 chỗ và điều đặc biệt cô chú anh chị mình có thể buôn bán kinh doanh được ha. Mình có thể bố trí một cái quán ăn nhỏ nhỏ nè, cô chú anh chị mình bắt bàn bắt mâm rất là tiện lợi luôn. Bên hông nhà của mình thì cũng có một cái khoảng sân luôn, gia đình mình có thể mình trồng hoa trồng kiển theo ý thích của mình rất là tiện lợi ha. Hàng rào xung quanh nhà của mình thì đã đúc tường lên rồi cô chú anh chị, rất là cao ráo luôn, khá là an toàn. Nhà mình là đồng hồ điện riêng, nước riêng, cô chú anh chị mà chỉ dọn vào mình ở thôi ha. Một cái căn nhà quá đẹp quá tuyệt vời luôn. Clip trước Bảo Việt quay giá là 1 tỷ 080, có rất là nhiều cô chú anh chị có đến đây xem nhà nhưng mà chưa có chốt được căn nhà này là chưa có đến duyên nha cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963, biết đâu duyên căn nhà này lại đến với gia đình mình thì sao. Cô chú anh chị mình thấy đây, nhà của mình thì có một cái thiết kế là mái thái ha, và chị gia chủ cũng đã sơn sửa lại hết rồi, cô chú anh chị mình về không cần phải sơn sửa đâu. Đây là một căn nhà cũ ha, sổ hồng mà đã có sẵn, mình thích thì nắm tay ra phòng công chứng. Căn nhà này thì mình được bảo vệ bởi một cái lớp cửa 4 cánh bằng sắt kết hợp với lại là kính cường lực ha. Nhà của mình thì cốt nền cao hơn mặt đường khoảng tầm là 2 tấc. Nay mai nhà mình đường có mở rộng ra nè, rồi có cao lên đó cô chú anh chị, xây dựng cao lên thì mình không có sợ nền mình thấp hơn mặt đường ha, khá là tiện lợi để cô chú anh chị mình không cần phải sửa chữa nền sau này.
Không gian phòng khách của mình thì chiếm diện tích khá là gọn thôi cô chú anh chị, khoảng tầm đâu đó việc thấy khoảng tầm 15 m², vừa để cô chú anh chị mình có thể để được một cái bộ ghế sofa nhỏ nhỏ để mình tiếp khách ha. Đó, không gian phòng khách của mình thì đèn cũng đầy đủ ánh sáng hết, gia đình mình về có thể bắt thêm một cái đèn phòng khách ha. Và giá 1 tỷ là cô chú anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với chị chủ nhà luôn nha cả nhà. Đó, hiện tại bây giờ gần tới Tết rồi, chị cũng muốn bán nhanh căn nhà này, bán gấp luôn cô chú anh chị, cho nên chị đã giảm giá rất là sâu rồi. Cái thời điểm giá trị bất động sản sốt á, Bảo Việt cũng nghe chị chủ nhà chia sẻ là căn nhà này chị kêu 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 đã có người trả giá mua rồi nha cô chú anh chị, nhưng lúc đó chị chưa kẹt tiền, chị chưa có bán. Hiện tại bây giờ bất động sản xuống giá nè, chị kẹt tiền cho nên chị mới ngậm ngùi bán cái giá này cho cô chú anh chị mình. Nếu như mình xem clip này của Bảo Việt, mình có duyên mà thích căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi cho Bảo Việt trực tiếp qua số điện thoại 0933827963. Nhà có sổ hồng thì cô chú anh chị mình khỏi lo về vấn đề pháp lý rồi ha. Bảo Việt đứng ra bảo lãnh cũng như là đứng ra làm trực tiếp cho cô chú anh chị mình sang tên chuyển nhượng sổ hồng luôn, cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm gỡ gắm lòng tin qua kênh nhà đất của Bảo Việt nha cả nhà. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời gia đình mình vào bên trong cái khu vực nhà bếp của mình ha. Căn nhà này thì lâu quá chị chủ nhà không có ở á, cho nên là chị cũng không có làm tủ bếp trên tủ bếp dưới ha. Cô bác mình về mình cần thì mình làm tủ bếp trên được tủ bếp dưới thêm để cho nó đầy đủ tiện nghi ha. Bên đây thì có bồn inox cho mình luôn, rửa rau rửa cải rửa ăn. Và gia đình mình có tủ lạnh máy giặt mình để ngay tại vị trí này ha. Cái diện tích này thì ngang khoảng tầm 2 m là vừa vặn để mình để được máy giặt và tủ lạnh luôn nha cả nhà. Bên dưới tầng trệt thì sẽ có một cái nhà vệ sinh đầy đủ những trang thiết bị cơ bản. Tuy một cái căn nhà cũ thôi nhưng mà cô chú anh chị mình mua được, thứ nhất là pháp lý sổ hồng có sẵn tách sẵn nè. Cái vấn đề thứ hai, cô chú anh chị mình được ngay mặt tiền đường, mình ở mình thuận tiện đi lại nè, đậu xe ô tô, đổ xe ô tô. Và cô chú anh chị mình còn được buôn bán kinh doanh nữa, mà chỉ gói gọn trong giá 1 tỷ thì rất là rẻ nha cô chú anh chị. Mình thương lượng trực tiếp với chị chính chủ thì giá rất là rẻ luôn, không đến 1 tỷ đâu. Cô bác mình xem clip này cùng Bảo Việt mình tranh thủ mình liên hệ ha. Gia đình mình ở 4-5 thành viên thì chọn căn nhà này khá là hợp lý luôn. Căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình diện tích khá là vừa vặn, khoảng tầm đâu đó 12 m², để gia đình mình để được một cái tủ quần áo ngay tại vị trí này, một cái giường, một cái nệm, mình ở 2 người khá là hợp lý cho một cái phòng ngủ ha. Rồi lỗ khoan ống đồng của máy lạnh cô chú anh chị mình có thì bắt ngay tại vị trí này, chị đã khoan sẵn rồi. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ rất là chắc chắn nha cả nhà. Và bên trên tầng lầu của mình cũng có một cái nhà vệ sinh gạch ốp tường ốp lên cho mình khoảng tầm 2 m, cũng khá là sạch sẽ luôn cả nhà. Căn phòng ngủ thứ hai rất là thoáng đãng luôn cô chú anh chị, sẽ có 2 cái lớp cửa chính, một cái lớp cửa sổ quay ra mặt dựng và một cái lớp cửa để dẫn thẳng ra cái ban công bên hông nhà của mình. Thì căn nhà này giá 1 tỷ cô chú anh chị mình thấy không, rất là hợp lý luôn. Mặt tiền đường nhựa 6 m, có xăng trước lẫn xăng bên hông. Cô chú anh chị mình buôn bán kinh doanh được thì mình còn chần chờ gì nữa mới không chốt nhanh căn nhà hôm nay cả nhà ơi. Và nhà của mình thì nằm trên trục đường chính, thì tuyến đường này tên là tuyến đường 2 tặng nha cô chú anh chị. Từ nhà mình kết nối ra chợ Hưng Long cũng như là trạm y tế Hưng Long chỉ đâu đó khoảng tầm là 500 m, cô chú anh chị mình đi đến chợ Long Thượng thì khoảng tầm là 400 m thôi, rất là gần gũi. Nhà của mình nằm trong vùng trung tâm của 2 chợ thì cô chú anh chị mình biết rồi, rất là nhiều dân qua lại, gia đình mình kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện ha. Tất cả thông tin Bảo Việt cung cấp rất là rõ ràng, cô chú anh chị mình nếu thắc mắc một cái vấn đề gì đó trên kênh hoặc là cô chú anh chị mình yêu thích căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Để bây giờ Bảo Việt đo hướng chính của căn nhà này, cô chú anh chị mình sẽ lựa chọn ha. Thật sự ra thì Bảo Việt cũng không có giấu giếm gì cô chú anh chị mình hết ha. Cái thời điểm này bất động sản đang chững giá nè, cho nên là những ai mà bán nhà cô chú anh chị đều ngậm ngùi hết cô chú anh chị. Cái thời điểm mà sốt bán căn nhà này là mình có thể mình thu thêm được 200-300 triệu, nhưng mà bây giờ bán lỗ 200-300 triệu là chuyện bình thường ha. Cho nên cô bác mình mua cái thời điểm này giá nhà đất là quá là hợp lý rồi, mình không sợ mua bị làm giá ha. Mua là mình lợi trước mắt ở đó cô chú anh chị, mình còn thương lượng trực tiếp chính chủ nữa ha. Cho nên gia đình mình tranh thủ xuống đây gặp Bảo Việt để mình chốt nhanh căn nhà hôm nay cô chú anh chị ơi. Nhà mình thì có hướng là Tây Bắc, một cái hướng nắng chiều. Cô bác mình về mình cần làm sang thêm á thì bên Việt có đội ngũ thợ thi công cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thì giá cả thì gia đình mình nếu thấy hợp lý, Bảo Việt sẵn sàng
hỗ trợ cho cô chú anh chị mình làm máy. Còn nếu như mà bảo việc bớt quá nhiều cho cô chú anh chị mình thì cái đó thì chắc chắn cô chú anh chị mình phải tốn tiền thêm rồi ha. Thì tất cả thông tin bảo việc cung cấp rất là rõ ràng, cô chú anh chị mình có thích căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi cho bảo việc nha cả nhà. Ở cuối video thì bảo việc xin kính chúc cho cô bác cô chú anh chị mình bước sang năm mới 2024 làm ăn phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn ấm no hạnh phúc. Cô chú anh chị mình, cô bác mình nếu yêu mến kênh Nhà Đất Bảo Việt thì nhớ nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để luôn theo dõi những video mới nhất của Bảo Việt nha cả nhà. Và bây giờ Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào cô bác ạ.